Trịnh Văn Quyết là một cái tên nổi bật nhất trong giai đoạn 2010 đến 2022. Cách làm giàu chóng mặt có lúc lọt vào danh sách người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam vào năm 2017. Anh có rất nhiều cách thức kiếm tiền, đẩy giá, tăng vốn, thổi doanh thu được anh tận dụng một cách tối đa cho hệ sinh thái của mình. Và đây thì luôn luôn là bài học không bao giờ cũ cho anh em khi chúng ta giao dịch và đầu tư ở trên thị trường chứng khoán. Chính vì vậy, đấy là lý do mà video này ra đời, kể lại quá trình làm giàu khởi nghiệp của anh. Và những bạn nào muốn tìm thêm một câu chuyện kinh doanh như vậy thì hãy search chuyện kinh doanh Cú Thông Thải ở trên YouTube, Facebook và TikTok nhé. Thuở thiếu thời và FLC. Ngày 27 tháng 11 năm 1975, 6 tháng sau ngày giải phóng đất nước, một em bé có đôi mắt sáng, dáng hiền ra đời ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Sinh ra đã sáng dạ hơn người và theo lời một người thầy bói mù ở huyện Vĩnh Tường nói, hồi nhỏ khi đám bạn của anh trao đổi với nhau về nghề nghiệp tương lai, đứa nói muốn làm bác sĩ, đứa nói muốn làm luật sư, làm cô giáo, thì anh Quyết đã dứt khoát, tao sau này sẽ làm nghề tỷ phú. Sau đó anh đi học và tốt nghiệp trường đại học luật vào năm 1999. Anh Quyết đã nổi danh trong đám bạn bè với kinh doanh rất sớm với văn phòng gia sư, kinh doanh điện thoại và khi mở văn phòng luật sư SMIC ngay sau khi ra trường. 10 năm sau, anh nhìn thấy cơ hội trên thị trường chứng khoán. Thu phí luật sư thì làm sao mà giàu nhanh được nhỉ? Nhìn lên sàn chứng khoán bọn nó giàu nhanh như biến đổi gen và anh nhận ra rằng đây mới là cơ hội của chính mình. Trong lúc thị trường chứng khoán mới chỉ có hơn chục năm tuổi đời, luật pháp chưa rõ ràng và đang hoàn thiện thì đây chính là cơ hội vàng của anh Quyết, một luật sư giỏi hiểu luật và có thể tận dụng những cái hở để làm lợi cho mình. Anh bắt đầu với FLC, gom lại những công ty mình thành lập và lập ra công ty cổ phần tập đoàn FLC với vốn điều lệ 18 tỷ đồng. Ê, Bịp, tao thấy thị trường chứng khoán ngon quá, kênh huy động vốn của cả nền kinh tế đấy. Bây giờ công ty mình lên sàn huy động vốn của bọn nhà đầu tư, buôn chứng khoán có khi lớn buôn mai thúy ấy nhỉ? Ừ, mà lên sàn như nào mày? Bây giờ mình có hai sàn anh ạ, OC là sàn Hồ Chí Minh, sàn này lớn, toàn nhà đầu tư to, chiếm 90% giá trị thị trường. Tao muốn lên OC. Anh ơi, nhưng mà niêm yết OC điều kiện khó khăn. Giờ hay là mình niêm yết công ty nhỏ thôi, lên sàn HNX, rồi mình tăng vốn bằng cách là chuyển tài sản vào, sau đó mới lên HOSE thì dễ hơn nhiều. Thế thì lâu lắm, bao giờ mới bán chứng khoán được? Anh yên tâm, giờ anh cứ lên HNX trước đi, vẫn bán được chứng khoán. Thị trường tiền nó đang eo uột, mà bọn nhà đầu tư lại thích cãi cát tìm vàng, tìm cổ phiếu tốt. Anh vẽ đồ thị đẹp vào, làm báo cáo tài chính cho nó ngon ngon giống cơ bản một tí, rồi đẩy giá tăng 5x. Kiểu gì bọn gà nó cũng lao vào mổ thóc như mưa ấy. Lúc ấy anh bán thoải mái, kiếm tiền của bọn gà xong rồi, mình lại làm game tăng vốn chuyển sàn, chuyển qua HOSE làm vòng mới anh nhé. Bọn nhà đầu tư bây giờ nó thích chuyển sàn để tăng vốn lắm. Nhất trí, làm luôn. Ngày 5 tháng 10, 2011, cổ phiếu FLC được niêm yết và giao dịch trên Sở Chứng khoán Hà Nội với vốn điều lệ 170 tỷ đồng. Sau 5 tháng, cổ phiếu tăng giá 500%. Và rất nhiều nhà đầu tư với phong cách đãi cắt tìm vàng, tìm cổ phiếu tốt đã mua vào FLC như một cổ phiếu tiềm năng. Nhưng mà chỉ 3 tháng sau thì giá cổ phiếu cũng rớt 70% và rơi về 9.000 đồng một cổ phiếu. Cái đà tăng nhanh giảm sốc này trong cái bối cảnh thị trường rất là eo uột, ít dòng tiền mới phục hồi sau khủng hoảng tài chính đã làm cho rất nhiều nhà đầu tư thích thú và trở thành cổ phiếu hot trên rất nhiều diễn đàn. Và năm 2012 thì FLC tăng vốn lên 771 tỷ đồng, tức là tăng vốn lên gấp 6 lần với cách sáp nhập FLC Land và công ty đã ở trên sàn. Và tiếp tục kế hoạch thì 2013 FLC được chuyển sang giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán HOSE là Hồ Chí Minh. Tại thời điểm này, bà con đã quá sợ khi FLC giảm đến 80% từ 25.000 đồng về 5.000 và hăm hở lao vào mua khi FLC chuyển sàn. Vì cái việc chuyển sàn từ HNX sang HOSE, một cái sàn nhỏ với 10% giá trị vốn hóa sang một cái sàn lớn 90% giá trị vốn hóa thời điểm đó rất là hot vì tiếp cận được nhiều nhà đầu tư lớn, nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Anh ơi, hình như bọn nhà đầu tư mua nhiều FLC theo game chuyển sàn. Chờ mình niêm yết HOSE là nó phang rồi đấy. Bọn nó định úp bô ngược lại anh nhé. Mẹ đừng hòng, kệ là chúng nó mua, lên HOSE xong mày lấy hàng xả tập mạnh cho toang hết cho tao. Khi nào chúng nó chán, tháo hết thì đi mua lại. Mưu cao quá, em làm ngay. Và thế là cổ phiếu FLC sau khi niêm yết HOSE đã giảm 40%, trái ngược với rất nhiều cổ phiếu khác đã tăng giá. Trong giai đoạn 2010, 2012, 2013 đến 2016 thì VN Index phục hồi mạnh sau khủng hoảng tài chính từ 500 điểm tăng khoảng 30% lên 650 điểm. Mình phải là thằng dẫn sóng hàng thị trường, index tăng 1 mình phải tăng 2, tăng 3 thì mới uy tín. Mày ra tạo cho anh vài trăm cái tài khoản, mua bán trao tay nhau tăng thanh khoản đi. Thị trường có sóng mình phải dẫn đầu như vậy là tuyệt vời. Và cổ phiếu FLC tiếp tục cái đà tăng nhanh giảm sốc trong giai đoạn này. Tiếp tục với 7 cổ phiếu niêm yết thuận theo thời thế. Anh Quyết rất là nhanh nhẹn, không chỉ với FLC, khi nhà đầu tư đã hoảng sợ với FLC vì cái đà tăng nhanh giảm sốc và rất là khó để kiếm được lợi nhuận từ cổ phiếu FLC mặc dù trông rất là ngon. Thế nhưng mua thì không mua được và bán thì không bán được và mua thì toàn phải mua giá cao, bán thì bán giá thấp nên rất nhiều người đã cảm thấy rằng rất khó ăn. Thế nhưng anh đã chuyển bài khác. Với mùa nào thức đấy trong những con sóng từ 2012 đến 2019 thì anh đã có 7 cổ phiếu niêm yết ở trên sàn thuận theo thời thế.
đó là HAI theo game nông nghiệp, công ty nhà nước thoái vốn. Đó là AMD là công ty cổ phần đầu tư vào khoáng sản FLC Stone theo sóng là sóng khoáng sản, sóng mỏ. Rồi KLF là công ty cổ phần liên doanh đầu tư quốc tế FLC. Rồi là ART chính là công ty chứng khoán Boss được đổi tên rất là nhiều lần. Anh đã mua luôn công ty chứng khoán để làm dịch vụ cho nó chuyên nghiệp của mình luôn. Rồi GAB là công ty cổ phần đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC, cũng được tăng vốn rất là lớn và anh quyết nắm 51% cổ phiếu. Thế rồi ROS là công ty cổ phần đầu tư xây dựng FLC Farod. Đây chính là siêu phẩm thành công nhất trong nhóm công ty mới lên sàn, giúp anh Quyết trở thành tỷ phú chứng khoán giàu nhất Việt Nam. Về những cái chi tiết về ROS các bạn xem ở đây nhé. Vì ROS thì anh đã làm cực kỳ thành công khi mà úp bô được cả những cái quỹ ngoại lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hồi đó. Những cái game tăng vốn của anh, những cổ phiếu tăng vốn của anh thì hầu hết có một cái tình trạng chung ấy, là tài sản thì tăng chóng mặt nhưng mà thiếu dòng tiền, hoạt động kinh doanh cốt lõi thì yếu, các hoạt động đầu tư tài chính mua bán tài sản thì liên tục và rất là sôi động, rồi cái chất lượng tài sản thì rất là thấp, tỷ lệ sinh lời thấp. Anh ơi, sao những cổ phiếu mà anh nhúng tay vào toàn tăng nhanh giảm sốc đấy, bà con chạy theo không kịp. Giá cổ phiếu tăng hay giảm là do cung cầu của thị trường chứng khoán và nhu cầu của nhà đầu tư nhá. Tao hoàn toàn không tác động tới giá cổ phiếu nhá. Mày đừng có mà điêu. Và nhóm cổ phiếu của anh thì có cái việc giao dịch chéo với nhau rất là cung kỳ khủng khiếp. Tới 2019 thì anh tiếp tục hứa hẹn với hai cái siêu phẩm mới là FLC Home và Bamboo Airways. FLC Home thì khi chưa liên miết, vốn hóa của công ty đã là 15.000 tỷ đồng. Và chia sẻ với nhà đầu tư, anh Quyết rất tự tin FLC Home tăng trưởng 10 lần trong 5 năm là điều hoàn toàn khả thi. Mặc dù lúc đó rất nhiều nhà đầu tư hỏi rằng anh ơi, thế tại sao FLC trên sàn giá có 4.000, 5.000 mà anh lại chào sàn giá FLC 35.000 đồng thì làm sao mà tin được, đúng không? Thế nhưng anh rất tự tin vào việc là cổ phiếu cô đặc. Đúng, cổ phiếu cô đặc không có nguồn cung và mọi cái việc mà tăng giá hay giảm giá đều do anh kiểm soát. Cho nên cái việc FLC Home lên sàn với một kịch bản như ROS cũng hoàn toàn có thể xảy ra, đúng không nào? Thế nhưng nếu chúng ta nhìn lại những nhà đầu tư cá nhân, những nhà đầu tư bình thường, nếu chúng ta mua ROS, chúng ta mua những cổ phiếu khác thì cái việc có lãi thì nó là một câu hỏi lớn. Đối với cổ phiếu Bamboo Airways thì cũng được nắm giữ bởi cổ đông lớn và anh Quyết đã cam kết bán rất nhiều cổ phiếu ưu đãi Bamboo Airways giá 40.000 đồng cho những nhân viên của ngân hàng BIDV và nhân viên nội bộ công ty với cam kết là mua lại gấp đôi chỉ trong vòng 6 tháng. Và anh cũng rất mạnh dạn khẳng định rằng nếu hai cổ phiếu này không đạt 3 chữ số cho năm 2020, FLC không vượt mệnh giá thì tôi xin phá sản công ty. Thương hiệu FLC coi như vứt đi, phá sản. Thế nhưng chỉ vài tháng sau thì FLC công bố là khất nhân viên việc mua lại cổ phiếu FLC Home cũng như là Bamboo Airways do ảnh hưởng của đại dịch Covid. Và thế là câu chuyện của FLC Home và Bamboo Airways cho đến tận 2023 vẫn đang ở trong cái màn gọi là tái cấu trúc và tiếp tục phục hồi. Hai lần bán chui cổ phiếu. Năm 2017, VN Index có nhịp tăng 80% từ 700 điểm lên 1.200 điểm. Có rất nhiều mã bất động sản, mã xây dựng, mã tài nguyên cơ bản đã tăng 200%, 300% cho đợt này. Thế nhưng với FLC sau nhiều năm kết quả kinh doanh không tốt, thị trường mới hưng phấn một chút, kéo FLC tăng vốn gần gấp đôi, thì anh Quyết đã ném ra đến 57 triệu cổ phiếu và không công bố. Tháng 10 2017, anh Quyết bán ra 57 triệu cổ phiếu, thu về khoảng 400 tỷ và không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, không báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán và mặc kệ cho VN Index tăng đến 80%. Nhưng FLC thì cứ loanh quanh và giảm giá sâu hơn cả đầu 2017. Tại thời điểm này anh Quyết bị phạt 65 triệu đồng, nhưng anh vẫn thu về 400 tỷ. Và tới lần 2 vào năm 2022, khi tiền rẻ được bơm ra do đại dịch Covid, bất động sản xây dựng tăng chóng mặt theo cơn sóng đầu cơ, VN Index ở mức 1.500 điểm. Anh ơi, thị trường đang tăng điên loạn lắm, giá FLC tăng gấp 3 rồi. Em theo lời anh mang hàng của kho ra bán sạch rồi, mà bọn F0 nó mua hung dữ quá. Mẹ, còn hàng không nhỉ? Mấy chục nghìn đứa mua cơ à? Tao chỉ còn hàng đứng tên tao thôi. Giờ mà đăng ký bán thì bọn nhà đầu tư nó chạy hết. Hay là... Mấy năm nay đốt lò kinh lắm, anh làm thế nhỡ nào? Lò gì? Bên trong bên ngoài, dưới đen dưới đỏ, ta còn lại gì ai? Mấy nghìn tỷ tiền mặt bây giờ làm được bao nhiêu việc, nộp phạt là xong. Ok nhá, mày cứ để anh xử lý. Và thế là chiều ngày 10 tháng 1, trong cơn hưng phấn của thị trường, anh Quyết đã bán ra 74,8 triệu cổ phiếu FLC đứng tên anh cho hơn 20.000 nhà đầu tư đu sóng. Đây là chưa kể số lượng cổ phiếu đứng tên những người khác, đứng tên những công ty khác mà anh không công bố. Và ngay sau đó thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phạt anh 1,5 tỷ đồng cũng như là hủy toàn bộ cái giao dịch này. Rất là may mắn cho các nhà đầu tư không như 2017. Và đến ngày 29 tháng 3 thì anh đã bị bắt và khởi tố với cáo buộc thao túng và che giấu thông tin chứng khoán. Thì đây là một hình phạt rất là xứng đáng và nghiêm khắc của thị trường dành cho tình trạng liên tục phạm lỗi, liên tục thao túng thị trường chứng khoán theo bộ luật hình sự. Và khi mất thủ lĩnh thì hàng loạt những cái cá nhân có liên quan, em gái của anh, rồi những cái người giám đốc, lãnh đạo của những công ty con cũng đều dính vào vòng lao lý và hàng loạt cổ phiếu trong hệ sinh thái bị lần lượt đình chỉ giao dịch.
tạm thời kết thúc một cái đế chế của FLC vào 2022. Bản thân anh Quyết nhìn nhận lại thì anh có những cái thành quả cũng rất quan trọng, ví dụ như là những cái dự án bất động sản, nghỉ dưỡng đi đầu những cái tỉnh xa còn chưa phát triển như là Quy Nhơn, Vĩnh Phúc, Sầm Sơn, mang lại cho người dân ở đây cơ hội kinh doanh. Và Bamboo Airways thì đã phá vỡ cái thế độc tôn của Vietnam Airlines và Vietjet Air khi mà kinh doanh khá là tốt và ổn định. Thế nhưng với nhà đầu tư, anh kinh doanh tốt 1, tốt 2, nhưng anh đã nói vốn lên 20 lần, 30 lần với các cổ đông, đã làm cho méo mó thị trường. Những nhà đầu tư họ thích phân tích cơ bản, họ muốn đầu tư dài hạn và họ muốn đầu tư tích sản, họ đầu tư vào VN30, vào ETF. Khi có ROS ở trong đó thì họ bị thiệt hại rất là nhiều. Và những điều này thì phải bị ngăn cấm và răn đe một cách nghiêm khắc trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Hy vọng rằng chúng ta nhìn thấy câu chuyện này thì chúng ta thấy trong tương lai những cổ phiếu nào có những thủ thuật tương tự, những cổ phiếu nào có những câu chuyện tương tự, chúng ta hãy thận trọng trong việc đầu tư của mình nhé. Và hãy nhớ rằng những cái người mà đã làm game về tài chính, đã làm game về cổ phiếu thì họ rất là giỏi, họ rất là tài năng và họ có đội ngũ tư vấn cực kỳ giỏi khủng khiếp đứng đằng sau. Nên chúng ta thấy những cái game gì mà chúng ta không hiểu rõ, những cái game gì mà cảm giác có mùi, chúng ta cũng nên hạn chế và rất thận trọng khi tham gia nhé. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chứng khoán, đừng bỏ qua việc check các bài trên website, fanpage và YouTube của Cú nhé. Có rất nhiều kiến thức được tổ chức một cách có hệ thống, miễn phí, sách vở, tài liệu để bạn xem xét và lưu trữ hàng ngày. Ngoài ra, nếu muốn tìm hiểu một cách có hệ thống những kiến thức vỡ lòng để bắt đầu nhập cuộc thì hãy tham khảo các khóa học về chứng khoán cơ sở, chứng khoán phái sinh và bất động sản của Cú trên trang nhé. Còn nếu bạn quá bận không có thời gian đầu tư nhưng muốn có mức lợi nhuận dài hạn, cạnh tranh cao hơn thị trường và an toàn thì sản phẩm đầu tư S-Stock là dành cho bạn đấy. Rồi, thế nhá. Xin chào và chúc cả nhà sức khỏe và thành công.